여러분 안녕하세요. 저는 베트남어 강사 히엔이라고 합니다. Xin chào mọi người. Tôi là Hiền, giáo viên dạy tiếng Việt. 오늘도 자주 쓰는 베트남어 동사와 예문에 대해 같이 살펴하도록 하겠습니다. 이 영상을 자주 보시고 그리고 따라해 주시면 좋겠습니다. 베트남 사람들은 어떤 동사를 자주 사용하는 건지는 알게 될 거예요. 시작하기 전에 Tiếng Việt cô Hiền, Việt Nam mơ Hiền xem channel ở kutoku cho ai ubutakrimida, sita hamida Yang chihada Dang dang đánh 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 răng, đánh răng, đánh răng, đánh răng. Đánh răng. Đánh răng. Chồng tôi ăn chẳng không dậy. Chồng tôi không đánh răng mà đi ngủ. Chồng tôi không đánh răng mà đi ngủ. Chồng tôi không đánh răng mà đi ngủ chồng tôi không đánh răng mà đi ngủ chồng tôi không đánh răng mà đi ngủ nỗ lực nỗ lực nỗ lực nỗ lực nỗ lực nỗ lực cố gắng cố gắng, cố gắng, cố gắng, cố gắng, 노력하면 불가능한 거 없어요. nếu cố gắng, thì không có gì là không thể. nếu cố gắng thì không có gì là không thể. Nếu cố gắng thì không có gì là không thể. Nếu cố gắng thì không có gì là không thể. Nếu cố gắng thì không có gì là không thể. 구경하다 ngắm nhìn ngắm 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 nhìn 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 멀리서 구경만 해요 chỉ nhìn từ xa thôi chỉ nhìn từ xa thôi. 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 Manna gặp 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 Mắn nórauẳà Rất vui được gặp bạn 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 결혼하다. 결혼 t 혼 ô 혼 k 혼 저는 작년에 결혼했어요. 떠이 rồi tôi kết hôn vào năm ngoái 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 rồi ý tả 리혼, 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 리혼. 요즘 이혼한 사람이 많아졌어요. 려, 네 người, ly hôn h i ề u h Dạo này người ly hôn trở nên nhiều hơn. Dạo này người ly hôn trở nên nhiều hơn. Dạo này người ly hôn trở nên nhiều hơn. Dạo này người ly hôn trở nên nhiều hơn. Pata nhận 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 저는 우체국에서 선물을 받았어요. tôi đã nhận một món quà từ bưu điện tôi đã nhận một món quà từ bưu điện tôi đã nhận một món quà từ bưu điện tôi đã nhận một món quà từ bưu điện tôi đã nhận một món quà từ bưu điện chu tả cho 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 딱, 딱, 딱. 저는 친구에게 선물을 줬어요. Tôi đã tặng quà cho b tôi đã tặng quà cho bạn tôi đã tặng quà cho bạn tôi đã tặng quà cho bạn phun tả gửi 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 trải qua trải qua 지과 저는 엄마에게 돈을 보냈어요. tôi đã gửi tiền cho mẹ. tôi đã, gửi tiền cho mẹ. Tôi đã gửi tiền cho mẹ, tôi đã gửi tiền cho mẹ, tôi đã gửi tiền cho mẹ. ít quên, 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 나는 친구의 생일을 완전히 잊었어. Tôi đã hoàn toàn quên sinh nhật của bạn tôi đã hoàn toàn quên sinh nhật của bạn tôi đã hoàn toàn quên sinh nhật 네 오늘 삼변 여기까지 마치겠습니다. 오늘도 수고하셨습니다. 다음에 또 뵙겠습니다. 베트남어 힌셈체널을 구독과 좋아요 부탁드립니다. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau. Mọi người nhớ đăng ký kênh Tiếng Việt Cô Hiền Petunomo Hiền Xem nhé. Tạm biệt.